sau lưng mình là đã có hàng trăm thậm chí hàng nghìn cổ động viên lặn đội từ trong nước sang, và còn có hàng triệu cổ động viên đang ngồi trước màn hình của truyền hình để mà theo dõi. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một... bởi vì bây giờ là một người khác vào có thể đá ở cái trong hệ thống đội hình khác đi, và với những đồng đội khác đi thì họ rất là khó có thể mà tìm được tiếng nói chung. Và như vậy trong vòng có vài ba hôm, có hai ba buổi tập thôi, làm sao mà có thể quen được, thích nghi được với hệ thống thi đấu. Cho nên tôi thấy nghĩ rằng là đấy là một cái sự lựa chọn hợp lý. Nhưng mà thế này, tôi nghĩ rằng là khi mà tôi xem trên cái đội hình của Thái thì họ chọn khá nhiều cầu thủ của Muang Thông và của Buriram vào, vì họ chắc họ định bắt bài là chúng ta sẽ có Lương Xuân Trường ra, là những cầu thủ Buriram đã từng ăn tập với cầu thủ này thì sẽ biết được cách mà vô hiệu hóa. Thế nhưng mà là ông Park thì ông lại để Xuân Trường ngồi ngoài đã, thì đấy cũng là một cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng đấy là một cái quái của ông Park. Cái thứ hai nữa là họ về phía Thái họ đưa toàn bộ ba cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, trong đó có là thủ môn Kawin đang thi đấu ở Bỉ, Terapol thi đấu ở Yokohama và Titipan thi đấu ở Oita Trinita, hai cầu thủ sau thì thi đấu ở giải G League của Nhật Bản. Thì như vậy là họ đưa những cầu thủ rất là quan trọng, và nếu